một cõi trầm mặc trong không gian thanh tịnh. Tiếng nói sâu lắng của nội tâm giữa thời cuộc rối ren. Không cần phô trương hoa mỹ, một số ngôi lăng của vương triều Nguyễn vẫn toát lên phong thái giản dị, đầy bí ẩn như chính cuộc đời vị chủ nhân của nó. Cách lăng tẩm của vua Minh Mạng không xa là nơi an táng vợ của ông, Tả Thiên Nhân Hoàng hậu Hồ Thị Hoa. Bà Hồ Thị Hoa qua đời khi vừa hạ sinh Hoàng Thái tử Miên Tông, người sau này trở thành vị hoàng đế thứ ba của triều Nguyễn với niên hiệu Thiệu Trị. Sương Lăng, lăng tẩm của ông được đặt rất gần với Hiếu Đông Lăng. Đây cũng là ngôi lăng có hướng xây cất khác biệt hoàn toàn so với lăng tẩm các vua nhà Nguyễn. Duy nhất cái lăng này là trống về hướng Bắc, là lý do trên vị trí này thì nó phải trầu về Minh Đường xa hơn, chính là cái biển Bắc, cái biển Đông của chúng ta, và ở gần hơn là dòng sông Hương nó chảy được kinh thành, nó tạo thành một cái Minh Đường thứ hai. Vua Thiệu Trị chỉ tại vị trong vòng 7 năm. Do vậy, vua Tự Đức, con trai ông, đã hoàn thiện lăng tẩm cho cha mình theo đúng phong tục của các vua thời Nguyễn. Sương Lăng nằm dựa lưng vào núi Thuận Đạo, được xây theo thế phong thủy, sơn chỉ thủy giao, tức núi rừng nước giao. Tất cả là do cái huyệt trường mà nơi sẽ xây dựng cái bảo thành, nơi an táng nhà vua, để mà quy định một không gian. Từ cái hiệp trường đó đến phía trước này là một cái không gian ngắn, cho nên là cái lăng này xây dựng hai trục, một trục của điện thờ và một trục của bí đình và bảo thành, tức là cái tự cung của nhà vua. Vậy thì nó theo hai hướng và tỏa theo một cái chiều ngang. Sương Lăng cũng lấy thiên nhiên chung quanh làm la thành, giống như Thiên Thọ Lăng. Có lẽ người ta còn muốn lấy cái hệ thống cây xanh để giới hạn như một cái lá thành tự nhiên, và các hồ nó vây bọc xung quanh của nó, tạo thành những cái dòng nước cong uyển chuyển, thì nó lấy những cái mặt hồ này để làm một cái không gian giới hạn chứ không xây lá thành. Tại bi đình của Sương Lăng vẫn còn nguyên vẹn tấm bia Thánh Đức Thần Công. Văn bia với hơn 2.500 chữ được vua Tự Đức dựng năm 1848 nhằm ca ngợi công lao của vua cha. Đến nay, tuy nhiều hạng mục trong lăng tẩm đã bị hủy hoại, nhưng một số công trình chính vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Trong số đó có khu vực tẩm điện, với trung tâm là điện Biểu Đức. Để vào được khu vực điện sẽ phải đi qua Hồng Trạch Môn. Chính giữa điện Biểu Đức là ban thờ bài vị của vua Thiệu Trị và hoàng hậu Từ Dũ. Khi lên ngôi, vua Thiệu Trị tiếp tục kế nghiệp vua cha Minh Mạng để lại. Cuối đời, vị vua hiền hòa này muốn xây cất lăng tẩm của mình đơn giản để không hao phí tới tài lực của quốc gia. Năm 1847, mở đầu thời kỳ trị vì của vua Tự Đức, vị hoàng đế thứ tư của nhà Nguyễn tại vị trong 36 năm. Năm 1883, vua Tự Đức băng hà và được an táng tại Khiêm Lăng. Lăng tẩm nằm trên một thung lũng hẹp,
được xây dựng từ năm 1866 đến năm 1873 khi ông còn tại vị. Ở bên Tây thì người ta còn nói cái câu của ông Quý Phong là văn là người. Ở Việt Nam thì chúng tôi có nhà lại câu đó, lăng là người. Bởi vì nhìn vào cái khu lăng tẩm của ông vua thì người ta biết được cái phong cách và cái khiếu thẩm mỹ của ông vua đó. Ngay từ khi lên ngôi, vua Tự Đức đã cho xây dựng nơi này và coi đó như một biệt cung của mình. Hiện tại, Khiêm Lăng đang trong quá trình tu sửa. Năm 1866, khi lăng bắt đầu được xây dựng, đã diễn ra cuộc nổi dậy mang tên Loạn Chảy Vôi, mà lực lượng tham gia là những người thợ thi công Khiêm Lăng. Điều đó khiến nội tâm bậc quân vương gặp nhiều trăn trở. Có thể đây là lý do nhiều công trình trong lăng đều có chữ Khiêm trong tên gọi. Hồ nước Lưu Khiêm với sung Khiêm Tạ. Nhà hát Hoàng gia mang tên Minh Khiêm Đường. Cho tới bài văn bia Khiêm Cung Ký tại Bi Đình. Quy hoạch lăng Tự Đức do chính nhà vua phê duyệt. Kiến trúc của lăng mang những nét phá cách. Sự phá cách đó xuất phát từ một tâm hồn trữ tình, yêu nghệ thuật. Nhà hát Hoàng gia mang tên Minh Khiêm Đường được nhà vua xây dựng nhằm phục vụ sở thích nghe hát bội của mình. Không đơn thuần là nơi diễn sướng, Minh Khiêm Đường còn được vua Tự Đức gửi gắm những bay bổng trong tâm hồn qua họa tiết trang trí với các vị tinh tú. Lăng Tự Đức còn được xem như một bảo tàng tranh gương với những bài thơ vịnh bởi người cha của ông, vua Thiệu Trị. Trong lịch sử đã chứng minh vua Tự Đức là một người rất có hiếu. Cái hiện tượng mà treo rất nhiều cái bức tranh và ghi thơ của vua Thiệu Trị ở trên lăng Tự Đức là một cái điển hình. Tuy là vị vua hay chữ bậc nhất triều Nguyễn, nhưng chính trong Khiêm Lăng lại không xuất hiện bất cứ một bài thơ nào của ông. Ngay từ đầu nhà vua đó, đây là Khiêm Lăng. Công trình ở trên này không có cái dấu hiệu sơn son thạch vàng nhiều, không khắc thơ cũng thể hiện chữ Khiêm. Từ nội thất lăng tẩm với di sản tranh gương cung đình Huế, đến ngoại thất phối cảnh với hồ nước lượn cong, nét chân phương, lãng mạn của kiến trúc Khiêm Lăng càng được thể hiện rõ ràng. Người ta nói rằng kiến trúc Huế là kiến trúc cảnh quan, tức là kiến trúc phong cảnh. Nhưng mà nó biểu hiện lên ở một số công trình, đặc biệt là ở lăng Tự Đức thì chúng ta thấy cái kiến trúc phong cảnh đó nó đã biểu hiện rất rõ. Kiến trúc nằm giữa lòng thiên nhiên tô điểm cho vẻ đẹp của kiến trúc. Nhìn từ trên cao, tổng thể Khiêm Lăng được bao phủ bởi cây xanh. Bóng cây tạo nên nét nguyên sơ, nhưng cũng vô tình làm ẩn khuất những dấu tích đặc biệt trong quần thể lăng tẩm này. Lăng mộ của Hoàng hậu Lệ Thiên Anh, vợ cả của vua Tự Đức cũng được đặt tại đây. Lối đi lên mộ phần có nhiều tầng nền, được thiết kế bằng một hệ thống bậc cấp. Phía sau cổng là bức bình phong và vòng thành trăng bao quanh mộ. Những họa tiết trang trí ở đây còn tương đối nguyên vẹn. Tuy nhiên, còn một khu vực đặc biệt nữa trong quần thể lăng tẩm này mà ít người biết đến. Lăng vua kiến trúc con núi vua Tự Đức.
Bồi Lăng, nơi yên nghỉ của vua Kiến Phúc, vị vua thứ 7 của triều Nguyễn, cũng được đặt trong khuôn viên Khiêm Lăng. Vua Kiến Phúc được vua Tự Đức nhận làm con nuôi từ khi 2 tuổi. Lên ngôi năm 1883, nhưng chỉ sau 8 tháng trị vì, nhà vua đã đột ngột qua đời khi còn rất trẻ. So với mặt bằng chung các lăng mộ hoàng tộc Nguyễn ở Huế, ngôi lăng này vẫn còn tương đối nguyên vẹn kiến trúc và trang trí. Tuy nhiên, vị trí của Bồi Lăng vẫn đặt ra nhiều câu hỏi đối với hậu thế. Ngay cả nơi an táng cũng không được riêng biệt như các vị vua đầu triều. Đó dường như là minh chứng cho thời kỳ đầy biến cố sau này của triều đình nhà Nguyễn. Năm 1858, thực dân Pháp tiến vào nước ta. Bước ngoặt lịch sử mang đến nhiều biến động cho cuộc đời các vị vua kế nhiệm. Không riêng công cuộc cai trị đất nước, cả nơi yên nghỉ cuối đời của họ cũng có những sóng gió không thể lường trước.